bạn sẽ cảm thấy cuộc sống ngọt ngào, đáng yêu và thăng hoa biết bao nhiêu khi tình yêu đến. Nhưng là người khiếm khuyết thì tình yêu vừa chớm là lúc nhiều rào cản dựng lên như một thách thức họ phải vượt qua thì mới đến được tình yêu đích thực và trọn vẹn. Để yêu thương, ở đây phải dám yêu, được yêu và sống với tình yêu. Đó là những khái niệm người khuyết tật phải đối mặt khi đứng trước rào cản ngăn cách tình yêu. Ôi, sao tình yêu của người khuyết tật nhiều trắc trở đến vậy? Làm sao họ có thể yêu đây? Dù có lúc khó khăn, cản trở khiến chúng ta chùn bước, nhưng người ta bảo rằng thần tình ái hiện diện ở khắp nơi. Vì lẽ ấy, các bạn hãy cứ yêu và trao cho nhau những gì tốt đẹp nhất trong cuộc đời này. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Gửi Người Tôi Yêu. Xin gửi đến quý vị và các bạn lời chào thân thương. Thưa quý vị, tình yêu là đề tài muôn thuở của các nhà thơ, nhà văn, nhạc sĩ và của tất cả mọi người. Như nhà thơ Xuân Diệu đã viết, làm sao sống mà không yêu, không nhớ, không thương một kẻ nào. Và khi tình yêu đến thì mỗi người chúng ta có những cái cảm nhận ở những cái cung bậc khác nhau. Tình yêu thì chiếm hồn ta bằng nắng nhẹ, bằng gió hiu hiu, bằng ánh mắt, bằng nụ cười. Và mỗi người thì có một cái cung bậc cảm xúc hoàn toàn khác nhau khi tình yêu đến. Và hôm nay thì trong tình yêu của mùa Giáng sinh an lành đang đến, chúng ta sẽ cùng ngồi lại với nhau, cùng chia sẻ với nhau một đề tài rất sâu lắng, đó là tình yêu của người khuyết tật. Thưa quý vị, chương trình Gửi Người Tôi Yêu của chúng tôi đã nhận được trên 50 bức thư viết về những cuộc tình, những chặng đường dài trong chân khi tình yêu đến. Được phép của các bạn ấy, chúng tôi sẽ chia sẻ những lá thư mang nhiều tâm sự đó đến với quý vị đêm nay. Vâng, những chia sẻ chân tình của các bạn là chất liệu chính làm nên chương trình hôm nay. Và từ những lá thư của các bạn cũng như đoạn video clip mà quý vị vừa các bạn vừa xem, các bạn thấy tại sao mà tình yêu đến với người khuyết tật lại nhiều khó khăn và thưa quý vị, sở dĩ người khuyết tật khi yêu gặp nhiều khó khăn trở ngại vì chúng ta phải đối mặt với rất là nhiều rào cản. Trước tiên, do chính người khuyết tật đã dựng nên một rào cản, đó là sự mặc cảm tự ti. Kế tiếp, đó là những cái quan điểm, những cái suy nghĩ của gia đình, của bạn bè và của xã hội về người khuyết tật trong vấn đề tình yêu. Chính điều này đã khiến cho người khuyết tật không dám đón nhận tình yêu hoặc là gặp rất là nhiều trắc trở trong tình yêu. Có nghĩa là trong thực tế thì không phải ai cũng nhìn người khuyết tật một cách không định kiến, một cách khách quan. Có nghĩa là phải nhìn người khuyết tật trước hết là một con người với khả năng, với quyền làm người của họ. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ đến với một trích đoạn của một bức thư gửi về chương trình để hiểu rõ thêm những khó khăn trở ngại trong tình yêu của người khuyết tật. Nhưng trong tình yêu, em lại không tự tin và luôn sợ sệt vì những rào cản do chính em tự đặt ra và suy diễn đến vô lý. Em đã không dám đón nhận tình yêu của anh. Em đã không trân trọng tình cảm của anh, của tình cảm đôi lứa. Vì em mặc cảm khuyết tật của mình, mặc cảm với anh và mặc cảm với tình yêu cao quý của anh. Và còn nữa, em đã né tránh hờ hững và lạnh nhạt với anh mỗi khi anh nhắc đến hai chữ tình yêu. Thưa quý vị, qua tâm sự vừa rồi, chúng ta đã thấy được tình yêu đã đến rất gần với người khuyết tật. Tuy nhiên, do sự mặc cảm tự ti của mình, chính nhân vật trong câu chuyện này đã đánh mất đi hạnh phúc trong tầm tay của mình. Quả là hai chữ tình yêu sao mà khó đến thế, đúng không ạ? Trong mỗi chúng ta, mỗi người đều có những cảm nhận riêng về tình yêu. Và xin quý vị hãy lắng lòng mình để cảm nhận một cách yêu trong câu chuyện sau.
Thật sự đã có nhiều lúc Khánh muốn thổ lộ, bày tỏ lòng mình với Hy, nhưng nỗi mặc cảm và lòng tự trọng trong Khánh trỗi dậy mãnh liệt. Và một điều nữa, Khánh rất sợ mình không đủ can đảm để chinh phục tình cảm của Hy, cũng như Khánh sợ sự thật phũ phàng là Hy sẽ từ chối tấm chân tình của Khánh. Và nếu sự thật đúng như Khánh đang nghĩ, có nghĩa là Khánh mất hết tất cả và Khánh sẽ mất Hy mãi mãi. Thôi thì hãy chấp nhận một tình yêu đơn phương, và Khánh đang nghĩ như vậy đó. Hy à, bởi vì Khánh thiện cận nghĩ rằng yêu và được yêu đối với một người khuyết tật như Khánh có khi chỉ là tình yêu ảo ảnh mà thôi, khó mà có sự giao hòa. Khánh muốn vươn đến một tình yêu đẹp, chân thật, trong sáng, nên Khánh cần phải yên lặng để tình yêu của Hy dành cho Khánh sống mãi. Khánh cần phải yên lặng để tình yêu của Hy dành cho Khánh sống mãi. Đọc đến đây thì tôi có một cảm giác là ngay trong đoạn đầu thì lúc Khánh thổ lộ bày tỏ lòng mình với Hy, nhưng mà vì mặc cảm và lòng tự trọng của Khánh trỗi dậy mãnh liệt, và một điều nữa là Khánh sợ mình không đủ can đảm để mà chinh phục tình cảm của Hy. Thế nhưng mà tới đoạn cuối thì Khánh lại nói là Khánh phải im lặng để giữ tình yêu của Hy dành cho Khánh. Thì không biết có cái sự mâu thuẫn nào, nghịch lý nào ở trong này không ạ? Vâng, thưa chị Ngọc, là do câu chuyện của chúng ta rất dài, cho đó là tôi xin trích một đoạn và tôi sẽ tóm lại cái câu chuyện này như thế này. Hai bạn này quen nhau và nhân vật Khánh trong câu chuyện này rất là muốn tỏ ngỏ lời với người yêu, nhưng mà vì sự mặc cảm tự ti do đó Khánh không dám thổ lộ, và cuối cùng kết cục một chuyện không hay đã xảy đến, đó là người yêu của Khánh đã mất đi và để lại một bức thư trong đó thể hiện nói rõ cái tình cảm của mình dành cho Khánh. Vâng, thưa các bạn, đối với chúng ta thì hạnh phúc là hai người thì đến được với nhau, nhưng trong hạnh phúc của bạn Khánh thì thật là đơn giản, thà yêu đơn phương để giữ mãi tình yêu cho riêng mình. Và thưa quý vị, trong tình yêu thì người ta hay nói đến chữ duyên và chữ nợ. Vậy thì bây giờ chúng ta cùng cảm nhận xem là trong tình yêu đôi lứa thì anh và em còn nợ nhau những gì, mà trong cái nợ cái duyên này có gì trả được và chưa trả được. Và bây giờ thì chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu giọng hát của ca sĩ Thủy Tiên, một ca sĩ rất quen thuộc với chúng ta, một ca sĩ rất nổi tiếng với bài hát Anh Còn Nợ Em. Xin mời Thủy Tiên.